nay công ty xây dựng bảo vật xin giới thiệu đến các bạn một dòng máy rất nổi tiếng trên thế giới, đó là máy Brother có model là PTA550W. Đây là dòng máy được ứng dụng rất nhiều trong các hạ tầng viễn thông, trong điện hay là trong nhà kho, kho vận, nhà máy. Thì bây giờ mình xin mở ra rồi cho các bạn xem là bên trong máy là có những gì. Đây các bạn xem, đây là có thể nhìn bên ngoài của máy này. Cái máy nhỏ gọn nhưng người ta để một cái hộp là rất là chắc chắn. Đây là máy nhãn công nghiệp cầm tay. Bây giờ được gói máy là rất là kỹ càng, chắc chắn. Để bên trong một cái hộp. Mình sẽ mở ra bên trong. Chưa? Nút nở cũng rất là thiết kế là rất là tốt. Như một cái vali di động mình có thể để vào để cầm đi. Rồi đầu tiên mình có thể nhìn thấy ở đây là cái hướng dẫn cài đặt nhanh. Với lại sử dụng đây là cái phần mềm Ptool, đây là một phần mềm để sử dụng đi kèm với máy. Nếu mình cần thiết kế trên máy tính. Còn nếu không cần là mình có thể in trực tiếp từ máy ra. Rất là rõ ràng. Hướng dẫn hết tất cả các hướng dẫn sử dụng hết. Các tính năng của máy cũng như là các sử dụng phần mềm. Rất là rõ ràng. Rồi tiếp theo đây là thân máy. Đây là máy của Brother. Máy mới, đang còn nguyên siêu. Thiết kế rất là nhỏ gọn, máy này là máy cầm tay, mình có thể cầm đi để in rồi dán luôn, rất là tiện lợi. Thiết kế rất là nhỏ gọn. Máy có cổng kết nối, cổng kết nối là qua mình xem đây là cổng kết nối. Đây cổng kết nối có thể mình cắm trực tiếp vào máy tính. Thì bắt đầu in ra từ máy tính hoặc có thể là cầm tay. Đây là pin của máy. Pin Brother. Và nó cũng có một cái adapter để mình sạc pin. Trong này còn có thêm, đây là đĩa Brother. Đĩa cài đặt driver, software cũng như là hướng dẫn sử dụng manual. Máy có thể cài được trên nhiều Windows khác nhau. Rồi trong này có một cái con tem bảo hành của hãng Brother. Đây, trung tâm bảo hành Brother Việt Nam nằm ở đường Bà Huyền Thanh Quan ở quận 3. Đây là thông tin bảo hành của về máy, số serie number hay là cái tên thiết bị model, số serie number, rồi ngày bán, ngày cấp. Nó được làm rất kỹ. Trong này còn đây là cái thước đo. Đây là cái thước đo. Đây chuẩn bị thêm một cái dây đeo nữa thì mình có thể mắc vào đây để cầm luôn vào tay, đỡ sợ rơi rớt thì nó có thể giữ lại ở tay mình. Và đây nữa, đây là một cái bảng, một số nó liệt kê ra một số công dụng. Cái mặt sau này là một số quy cách rồi sai nhãn của Brother.
các bạn có thể yên tâm mua máy về sử dụng. Tại vì trên trong máy là nó có thể có hướng dẫn hết tất cả mọi thứ. Làm rất kỹ vấn đề này. Rồi, bên ra là có adapter. Rồi, bên trong máy đi kèm có thêm một cái cuộn nhãn test. Nhãn test. Đây, mình có thấy, có thể thấy. Đi kèm một cuộn nhãn test. Nhãn có rất nhiều là quy cách khác nhau. Nên tùy theo cái kích thước của mình muốn in bao nhiêu thì mình có thể chọn phù hợp. Đây, rồi đã hết trong cái phụ kiện của Brother rồi. Bạn có thể thấy là Brother là nhìn bên ngoài thôi cũng là thấy là rất là chuyên nghiệp, rất là chắc chắn, rất là tiện lợi. Đây, có thể cầm tay đi in chắc phí những thông tin gì, rồi dán lên tài sản hoặc là dán lên những cái thiết bị điện ký hiệu. Xin cảm ơn các bạn đã xem video đập hộp về của chiếc máy Brother này. Mọi thông tin các bạn muốn tìm hiểu thêm về máy Brother có thể liên hệ với công ty Thế Giới Bảo Vật để được biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn.